từ ngày anh đến bên em, người cho em cảm thấy cuộc sống nay em càng phải trân trọng. Ngày nào anh cũng bên em, ngày nào cũng thật em đêm, càng mong mình sẽ mãi bên nhau. Định rằng hôm nay sẽ nói câu em yêu anh, nhưng chưa thì anh đã ôm em lại và nói trong nghẹn ngào rằng điều chúng ta nên làm là chia tay. Xung quanh dường như lặng đi bởi những gì em đã nghe, chỉ còn nhịp tim đang yếu ớt, hơi thở nặng nề. Đến lúc nguyện vì anh đánh đổi tất cả rồi mất anh, vì em quá ngốc hay vì em đã làm gì sai? Hãy nói rằng giây phút vừa qua chỉ là thử thách thôi, chúng ta từng vượt qua gian khó vẫn bên nhau mà. Câu trả lời của anh hôm nay lấy cả nước mắt em, rằng anh vẫn chưa từng yêu em dù một lần. Mãi không phải mơ là hạnh phúc.
vì sao lại nghĩ là...